Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng 20 Serie A giữa Bologna với Inter Milan. Trong trận đấu này thì các bạn sẽ có thể được chứng kiến đội khách sẽ cố gắng quyết tâm giành được chiến thắng như thế nào để có thể bỏ xa được nhóm đang bám đuôi trên bảng xếp hạng trong cuộc đua giành được ngôi vô địch. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi phân tích trong video lần này. Anh em hãy cùng bàn luận với chúng tôi ở dưới phần comment nhé. Sau kèo bóng đá Bologna gặp Inter Milan, thời gian diễn ra là 18:30 ngày 6/1/2022 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Bologna gặp Inter Milan, phong độ của Bologna 5 trận gần nhất. Bologna vừa có chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân của Sassuolo ở vòng 19 vừa qua. Tuy nhiên, nhìn chung phong độ gần đây của họ là khá nghèo nàn khi mà cả 3 lượt trận trước đó đều trắng tay. Thậm chí từng để thua Torino, phong độ sân nhà đã qua của đội chủ sân Renato Dan Ala là không quá tốt khi mới chỉ thắng 5, hòa 1 và thua 4. Phong độ của Inter Milan 5 trận gần nhất. Inter Milan từng có thời gian dài không thể có ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng khi thường xuyên xếp sau Napoli, AC Milan. Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, các nhà đương kim vô địch đã có điều mình muốn sau chuỗi trận cực kỳ ấn tượng vừa qua. Cụ thể, họ toàn thắng cả 7 lượt trận liên tiếp gần đây, trong đó có 5 trận thắng với tỷ số cách biệt. Nửa xanh thành Milan cũng đang là đội có thành tích sân khách tốt nhất lúc này với 23 điểm sau 7 thắng, 2 hòa và 1 thua. Sau kèo tài xỉu Bologna gặp Inter Milan, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1.25, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3 hòa. Điểm mạnh của Inter Milan không nằm ở mặt trận tấn công mà hàng thủ cũng đang là hiệu quả khi cả 6 lượt trận gần đây họ đều giữ sạch lưới. Ngoài ra, hàng công của nhà đương kim vô địch vừa gặp khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Torino khi chỉ ghi được 1 bàn vào lưới đối thủ. Hơn nữa, những đội bóng yếu thường rất khó ghi bàn vào lưới nửa xanh thành Milan. Thậm chí AS Roma cũng từng thịt ngòi, vì vậy chọn xỉu là quyết định tốt nhất. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này, nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho cả quả trận là Inter Milan chấp đối thủ một trái. Tại Serie A, Inter Milan đang là đội có tỷ lệ thắng cao nhất lúc này, còn tính trên mọi đấu trường, đội bóng này thắng kèo 7/10 trận gần đây. Nhà đương kim vô địch đã thường xuyên thắng cách biệt các đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng, thậm chí 2/3 trận gần nhất, họ đều thắng đậm Cagliari và Salernitana. Trong khi đó Bologna với 3/4 thất bại gần nhất đã thua kèo 3/4 trận này. Vì vậy kèo trên là sự lựa chọn sáng suốt. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mạng chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, Bologna thua 0-2 Inter Milan. Trên đây là những nhận định cá nhân của chúng tôi. Chúc cho anh em sẽ có những cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để cập nhật sớm nhất các video soi kèo mới và hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.